giờ đêm nay nhiệt độ sẽ chỉ còn 14 độ, 13 độ, 12 độ, 11 độ. Top 38 chiến binh sẽ chiến đấu hết mình. Những quy chuẩn cái đẹp thông thường không thể trói buộc được tôi. Vì với một trái tim nhân ái và một ý chí kiên cường, tôi tin mình có thể tái định nghĩa lại về nét đẹp và hình ảnh của một hoa hậu. Tôi tự hào vì tôi là một cô gái có chiều cao được tính từ trái tim cho đến bầu trời. I am a Cosmo woman and now I'm ready to be a Cosmo queen. Tặng cho nhau, thành phố Hồ Chí Minh. Đấu để chạm đến ngôi vị cao nhất. Ở độ tuổi 29, có rất nhiều người hỏi rằng vì sao tôi chưa lấy chồng, tại sao còn đi theo hậu. Hà Nội không vội được đâu. 29 tuổi, tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội. 29 tuổi, tôi muốn truyền lửa cho các bạn học sinh nhỏ của mình. 29 tuổi, tôi là một cô gái không bao giờ bỏ cuộc. Không có giới hạn nào cho người phụ nữ. Với dự án cả liền để quê hương, tôi mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất, trở thành hình mẫu về sự tu luyện không ngừng. Bởi tôi tin rằng thành công là cả một quá trình cố gắng và thay đổi chính mình. In the born, red man, in the now, then when and in the me. Then who? Vũ Thí Quỳnh, Điền Điền. Ngày hôm nay tôi đứng đây để nói với tất cả các bạn rằng bạn chính là sự mầu nhiệm. Hãy luôn tin vào những giá trị tốt đẹp của bản thân mình, và đó chính là sức mạnh. Huỳnh Thị Cẩm Tiên, An Giang.
giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh. Nhưng ngày hôm nay tôi là một giáo viên tiếng Anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay tôi đã làm được điều đó, và tất cả là nhờ vào niềm tin của giáo dục. Học để cố gắng thật nhiều với tất cả cơ hội, dù là lớn hay nhỏ. Và tôi tin cơ hội sẽ rộng mở khi chúng ta có một nền tảng tri thức tốt. Và tôi sẵn sàng cùng bạn tạo nên nền tảng đó. I am ready to be with you towards a better change in education. And I am Phan Lê Hoàng An, thành phố Hồ Chí Minh. Je crois que tout le monde peut être une brand de beauté. Quelqu'un qui prend le barreau et ne stoppe pas bout de bouton. Tôi muốn dành 30 giây ngay tại đây để thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống hơn là chỉ nói về chính bản thân mình. 30 giây để chúng ta nhận ra và trân trọng sự hiện diện của nhau. 30 giây để chúng ta nói ra lời yêu thương với nhau. Hay để chính vẻ đẹp của các bạn có thể thay đổi thế giới này. Và tôi đã sẵn sàng cùng bạn lan tỏa tình yêu thương. Tôi chính là Đậu Hải Minh Anh, Nghệ An. Tôi nghĩ cuộc sống này sẽ là vô nghĩa. Vô nghĩa nếu như chúng ta cứ ngồi đó và tự hỏi mình là ai. Hãy đứng lên và tìm câu trả lời bằng hành động, như cái cách mà tôi đang đứng ở đây ngày hôm nay. Hành động để biết bạn là ai và để cho thế giới biết bạn là ai. Vì vũ trụ có bao la nhưng bạn là duy nhất. Và tôi, Huỳnh Ngọc Lan Anh, Vĩnh Long. Tai nạn năm tôi 6 tuổi đã để lại cho tôi một vết sẹo rất lớn. Nó chiếm 1/3 phần mông và đùi phải của tôi. Nó là nỗi đau và nỗi tự ti lớn nhất đối với tôi mà tôi khó vượt qua được. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra vết thương nào rồi cũng lành, cả cái trong thân xác lẫn trong tâm hồn. Và tôi nỗ lực đi tìm vẻ đẹp bên trong. Và ngày hôm nay tôi đứng ở đây, trải qua bao nhiêu hành trình, tôi cảm thấy tôi là người chiến thắng rồi. Mọi người ơi, hãy yêu và nhớ tới tôi, Trương Thanh Diễm, Kiên Giang mình đẹp làm sao. 4 năm trước tôi từng là một cô gái ngây ngô, lần đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp, và tôi đạt cho mình được top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ở thời điểm đó, tôi không biết danh hiệu này sẽ đem lại cho mình những gì. Tôi chỉ biết cố gắng, nỗ lực, kiên trì theo đuổi mục tiêu, luôn luôn tôi luyện bản thân của mình. Và ngày hôm nay, tôi đứng ở đây là một founder của một học viện đào tạo người mẫu. Tôi tự tin nói rằng, không gì là không thể, dù bạn ở bất kỳ giới tính nào. Và ngày hôm nay, tôi đến đây không chỉ chiến đấu vì chính mình, mà tôi còn chiến đấu vì những em nhỏ, những ước mơ nhỏ ngoài kia. Trong dự án tiếp bước đến trường của chính mình, tôi, Kiều Thị Thúy Hằng, thủ đô